Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Lại tiếp tục lên sóng và gửi tới các bác những sản phẩm âm thanh cao cấp để cho các bác có thể chơi và trưng bày. Với trong cái thời điểm này, chúng ta thấy rằng là khi mua loa Mỹ, chúng ta mua được những sản phẩm âm thanh rất là đẹp cũng như giá thành cực kỳ hợp lý. Ngày hôm nay thì các bác sẽ được trải nghiệm về cặp loa Mỹ Bái mang thương hiệu của JBL với mã sản phẩm là 4 số 4735X. Đây là một trong những modem loa mà đời 4 số rất cao cấp để cho anh em ta chơi. Và ngày hôm nay thì với cái quan điểm là thỉnh thoảng anh Phương sẽ bán, phát và giao lưu với các bác một hai cặp loa để cùng phát triển kênh. Cho nên ngày hôm nay chính thức anh Phương sẽ chọn hẳn một cái đôi loa đời thật cao và thật đẹp để giao lưu cùng các bác. Mà đôi loa này thì chắc chắn rằng là chơi dành cho những anh em cực kỳ gọi là chuyên nghiệp với mức đầu tư cực kỳ hợp lý. Đây các bác hãy cùng ngắm nhìn trước nhé, sau đó là nghe. Cặp loa phải nói rằng là em nghĩ rằng là nó mịn màng và tươi tắn như những gì các bác đang được chứng kiến đây. Bát của nó này long lanh như gái 18. Tem của nó cực kỳ đẹp, uy tín luôn. Con này với một bát 40 từ 22 côn 100. Cho nên con này không cần chơi súp, trong nhà thoải mái các bác chơi. Cái con này, cái bát của nó giống như cái bát súp của con 415. Cho nên là cái con này giải bát của nó rất là ổn. Đánh ở cái lỗ thở ở đây, cái khoang này, các bác hình dung cái khoang này nó như kiểu một cái khoang đánh súp. Đấy. Cho nên tiếng bát đẫy đà, chắc chắn và gọn. Dòng loa thì bao giờ cái tiếng bát nó gọn, nó không phè như cái dòng súp bình thường. Cái chung của nó với cái cấu tạo là nó được đặt ở sâu bên trong một cái họng chung rất sâu ở trong này. Cho nên là cái tiếng chung của nó ra nó rõ nét và nó rất là đanh. Đánh xa, phóng xa và bao quát không gian rất là rộng. Với những dòng loa ba đường tiếng của Mỹ thì chắc chắn rằng là các bác phải hiểu cái công nghệ của Mỹ nó phải đi trước chúng ta hàng mấy trăm năm chứ không phải là như bây giờ các bác. Bây giờ chúng ta thấy là anh em của Việt Nam vẫn loay hoay với việc đó là đi đóng thùng xong mua loa bát rời. Đấy, mua phân tần về để chơi. Thì em nghĩ rằng là nếu để loa mà cắm vào để kêu thì em nói chả cần cái gì, cứ cắm vào nó kêu thôi. Nhưng nó kêu kiểu gì, kêu như thế nào thì nó mới là vấn đề. Đâu phải là các bác cứ đi mua thùng đóng mới, cái kích thước nó không phù hợp với cái loa này, rồi là mua cái bát về mà đóng nó hay đâu các bác. Các bác hình dung là bây giờ nhé, người ta thiết kế ra cái thùng này, sau đó người ta thiết kế ra ba cái loa này. Người ta kỹ sư, người ta phải ngồi, người ta tính toán, người ta đo đạc. Sau đó người ta dùng cái hệ thống phân tần. Cái phân tần đấy chính là cái để chia quay, chia giải, cũng như là cắt gọt để cho cái giải này, giải chung này nó vừa đủ để kết hợp với cái bát này. Cái chép này nó vừa đủ mạnh và đánh đủ cái tầm giải từ đoạn này đến đoạn này để phù hợp với cái loa này. Cái thùng này nó phải có chiều cao, chiều rộng, chiều sâu như thế này để cái thể tích thùng nó phù hợp với ba cái loa này. Thì lúc đó nó mới ra được một cái loa. Đâu phải cứ mua thùng. Mà em thấy thị trường hiện nay thì anh em đi mua bát, mua thùng rời về đóng ầm ầm luôn các bạn. Trong khi đó đâu có rẻ đâu các bạn. Một đôi loa nếu mà đóng lên thân thùng mà gọi là đẹp đẹp thì nó phải hơn chục triệu rồi. Trong khi đó loa bãi mà loa hãng bây giờ hàng bãi nó chỉ vài triệu thôi. Thế thì các bác nên cân đối. Còn đối với những bác chơi loa Mỹ thì chắc chắn rằng các bác không có cái kiểu là đi mua thùng về đóng rồi. Bởi vì cái thùng này kể cả có mua cũng rất là hiếm, gần như không có. Chép kèn titan đấy các bác nhá. Thùng vỏ thì các bác nhìn này, gần như đố các bác tìm thấy một cái vết nào mà vết muối đốt ở đấy. Đấy. 4735X, nắp ráp sản xuất tại Mỹ. Cặp này sản xuất tại Mỹ. Ok chưa? Hai quả loa rất đẹp.
Với cặp này thì giá hiện nay trên thị trường nó rơi vào tầm khoảng 48 triệu. Ngày hôm nay em sẽ bán cho các bác với bằng với cái giá gọi là giá tốt nhất thị trường và giá nhập luôn, đó là khoảng 45 triệu. Đấy, 45 triệu quyết định là chọn hẳn một cặp loa đời cao để giao lưu các bác luôn. Hàng nhà em thì tất cả là bao zin 100% các bác nhé. Bao zin 100%. Nói không với những cái hàng mà nó nát. Không phải là như một số anh em là cái đôi này nó nát em bán rẻ, đôi này em nát em thanh lý, không có nhà em thì gần như là thanh lý chỉ khi mà các bác nâng cấp nâng đời sau đó là bán thanh lý cho em thì em thanh lý hộ thôi. Chứ còn loa tuyển nhà em thì không có cái từ thanh lý mà chỉ có là bán giao lưu, bán giá gốc với những đôi loa như thế này. Đấy. Một đôi duy nhất với giá 45 triệu. Rẻ hơn cả những cái dòng loa hai đường tiếng. Cho nên là bác nào mà đầu tư nhanh hoặc là ví dụ như với cái bộ này ngày hôm nay cơ hội cũng mua được đôi loa Mỹ đẹp như này. Sau đó là các bác lên một bộ dàn đi. Lên một bộ dàn đánh với đôi loa này thì cứ alo cho em sẽ cân đối để chọn cho các bác một bộ dàn hay nhất và chất lượng nhất. Bây giờ mời các bác hãy cùng dành vài phút để cùng lắng nghe nha các bác nha. Nghe đôi loa này chắc mê ngay các bác. Gọi cho em với số máy 097 1998 555. Cảm ơn các bác rất nhiều.